cõi nhân phi nhân chỉ có con cháu đi tu nè. Ở trong này phi nhân quý vị nhiều người cõi phi nhân phi nhân mà ta khổ có nhập, thì đây những cái hình ảnh nhập cho tụi con biết. Những cái cô này cũng gửi sớ nè, thì bây giờ đó họ biết hết. Nhưng tại vì cái cô này là có cái chỗ để show cho thấy, show cho thấy, thì họ được nghe bởi vậy này thay cái thì họ vẫn có chen thôi. Tại vì cô biết rằng họ mất thân người rồi, họ không có thân người rồi, bởi vậy khi mà họ vô tu tụi con thấy cái kiểu mà lúc mà sắp hoàn kinh đó, họ ưu tụng đức lẽ, họ tranh thủ rồi họ tụng la đó, rồi họ lại đó, họ không có lại được. Khi có thân người họ lại, họ đập đập đập, bây giờ họ có lại mình cũng thấy họ lại. Có hiểu thầy nói không? Cho nên cái cõi nhân phi nhân này rất là nhiều, nhiều lắm. Thành ra thì những cái việc, cái tai đàn này là cứu những nhân phi nhân rất nhiều. Cũng quyền quý vị ở người nhưng mà mất thân người nhiều lắm, mà không phải là chưa đỏ, chưa đỏ, họ không có đỏ, mà họ vẫn thấy chư thiên, chư thiên vẫn thấy họ, chư thiên thấy họ. À, cái loại này là cái loại giống như quá tới đảo rồi, không đủ chương trình đi, hiểu không? Nằm đó chờ. Thì bây giờ tụi con phải làm đủ mọi cách để tụi con tu, tụi con hồi hướng. Thì cô vô đây là cô đang làm cái chuyện cứu chân phi nhân rồi đó. Cô nào? Được hết, rồi họ đi theo cô thỉnh, rồi đi lên. Đi trong cái này thật ra cái người mà vô nói chính là như chị em cô nói cho mình là sao? Chị em cô nói, chết sớm. Thành ra quý vị nên quý khi mình còn có thân người, mình muốn tụng kinh, mình muốn lễ Phật. Tôi hỏi quý vị, mình có cái xe mình muốn lái, sao lái mà mình đi nhờ xe ta phiền không? Phiền lắm, ta đâu có cho, thấy không? Thành ra người ta đã hỏi sao cái cô đâu có niệm tới, nói tại vì cô mượn chút, thành ra cô muốn đi vậy. Nhưng mà cô tụng, thành ra cô ráng, cô thành thủ tụng cho nè. Cúi hồi hướng để ý rồi những khúc hồi hướng rồi cô thanh cô le nó hết. Thật ra quý vị thấy ở trong cái đàn này chư thiên họ sướng, quý vị thấy lâu nay người ta nói ông địa, quý vị những người tin không có không mà kêu ông địa vậy y chang với ông địa luôn. Ngồi cái bụng mà làm rất là cái điệu bộ mình. Cái ông địa đó người ta làm trong kinh Địa Tạng có nói là phẩm mà kẻ còn người mất được ích lợi đó. Người ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề, lúc có người mà sắp sanh con hoặc là con trai hay con gái, lúc sanh sản có rất nhiều vị ma quỷ muốn ăn huyết tâm, cho nên ông thổ địa, thần thổ địa, ông là ông giữ gìn để bảo vệ cho những cái loại mẹ. Nếu mà không có thần thổ địa lại đó thì quý vị sẽ làm băng, quý vị sẽ làm băng để mà cái lộ quỷ thần nó ăn cái máu đó, phải không? Cho nên sau khi mà mẹ tròn con vuông rồi thì đáng lẽ phải làm những chuyện phước lành để tạ ơn thổ địa, có nói được kinh không? Mà người đó lại tập hợp bà con thân quyến lại để mà ăn sướng ca đờn hát, giết hại sinh vật. Đa số người mà hồi xưa đẻ ra nó rồi ơi mời đợi ăn nhậu đi, thành ra làm tổn hại tới đứa nhỏ, thành ra có những người trong thánh chết ở Việt Nam đó là loại quỷ ra sát lại nó ăn liền đứa nhỏ chết, nhiều khi nó chưa đầy tháng đã chết. Bây giờ có biết chuyện đó không? Thành ra cái lễ cúng đầy tháng đó, là cái lễ cúng chè và cúng sôi là cúng ai? Cúng tạ ơn thổ địa đó. Nhớ kỹ nha, tại sao không cúng đồ mặn mà cúng thổ địa? Cho nên cái vị thần thổ địa là một vị thần rất là lớn, quay lực lớn tụi con được có vợ, một vị Bồ Tát đó. Một ngày ở chúng sanh cõi này là tụi con mất chiều phá, tụi con mất đồ kêu ổng không, mà thật sự tụi con để ý con có những cái mình tìm không ra mà giáo địa chút rồi ra đó. Dạ, thì bữa nay tụi con thấy thổ địa. Kiên Lao Địa Thần là thổ địa là khác chứ? Ông Kiên Lao Địa Thần là một vị, một cái tên gọi của vị
mình kêu làm địa, nhưng mà thật trong kinh nó rõ là kiên lao địa thần, vì mới có thần. Ông đó phải có thần lực mới chặn được các loại quỷ thần. Lúc sanh nở có rất nhiều loại ma quỷ đến muốn ăn quyến tâm, nhưng mà thổ địa đã sai xá trạch và thần linh. Xá là nhà, trạch là đất. Thành ra tha những thần thổ, thần đất đai, thì chúng ta cũng có cái mâm đó là mâm nhiệt cũng cho ổng đó, cũng cho thổ địa đó. Thành ra quý vị đừng có lầm tưởng một cái gì vậy, ngài rất là hiền. Cái nụ cười của thần thổ địa, quý vị thấy cái gì nụ cười của một vị thiện thần hả? Cho nên cúng ông địa là cúng cái gì? Cúng chuối, cúng chè, cúng son, toàn là đồ chai. Thành ra khi đứa nhỏ mà nó đầy tròn một tháng là nhờ có sự bảo hộ của thổ địa, đứa nhỏ nó mới sống được. Thành ra có những người chưa đầy tháng là chết nhất, chúng con biết cái chuyện đó rồi, đứa nhỏ ngủ là chết luôn đó. Thành ra tại vì lúc đó giết hại cắt cổ con này con kia rồi làm cho thổ địa buồn, ông không có bảo hộ. Thành ra lúc đó ma dương ma quỷ nó vô, quỷ ra sát nó vô và nó bắt cái đứa nhỏ nào nó giết, nó ăn đứa nhỏ chết. Cho nên tụi con phải biết rằng với đứa nhỏ mắc cặp tức là nó đang bị mắc la sát. Thành ra người ta cũng hồi xưa có cũng coi đứa nhỏ này bị cái gì đó, à, nhỏ này mắc la sát, phạm la sát hay chưa. Đi trong cái ngày giờ nó có cái cuốn mà bị phạm la sát, cúng la sát. Cho nên khi tụi con hiểu qua cái thế giới quỷ thần là tụi con sẽ hiểu có nhiều vị rồi họ tu hành, họ chưa có gì, họ có tu thiền, họ nói bỏ cái chuyện đó thì không cần coi ngài. Trật hết, ngài hư vân là thánh tăng hay là phật tăng? Thánh tăng. Khi mà ngài trùng tu một ngôi chùa, có một tảng đá nó cản đường, tảng đá mà thời đó Vĩnh Tạo, có thời ngài hư vân không có cái cẩu, và ngài mới tụng chú, coi như ngài thiện nữ thiên chú, để mà ngài cầu chư thiên di tạm cũng đã, có nghe cái chuyện đó không? Hả? À, rồi ngài đều coi ngài cái chùa hết rồi. À, thật ra cho nên quý vị nên biết rằng năm nay sư phụ sửa chính điện, sư phụ lựa cái ngày giờ là những người mới đến. Sư phụ lựa chúng cái cung gia nhân, thầy đã nói trước với Nguyên Hậu thêm người, có thấy người mới không em? Mà người cũ cái gì chạy vô cái ảnh nó chạy đi mất. Tôi có nói trước với Nguyên Hậu, Nguyên Hậu qua đây lâu rồi, tôi nói kỳ này mình tôi sư phụ sửa ngày lựa cái ngày là người mới không. Rồi tự động á là có cái ông nào không biết, ông đi phóng hỏi con lần ở đâu dưới Riverside, ghé lên đôi đổ gội lên hai cầm lên cái quả, ông có tên một nghĩa đó, làm rất là siêng năng. Rồi cái ông Thanh á thì đạt ở bên Bảo Tân cũng chạy qua đây làm. Thành ra lúc đó đó thầy thử coi, thầy nói thầy mình thấy không, là năm nay mình thấy còn người mới không, còn thấy rõ là người mới rồi Bình Đức, Bình Úc, thấy không, đủ thứ chuyện. Phải tin cái vấn đề ngày giờ được, đừng có giật mặt. Cũng như hồi đó Huệ Minh đó là cái bác sĩ Huệ Minh đó làm cái chỗ mà ở Tân Đô, thầy cho ngày giờ nó, nhưng mà nó không nghe, nó làm rồi trúng cái căn hàng, nó làm sao cái chữ hàng, tôi nói hàng là gì, là kéo dài, chữ hàng là kéo dài. Thành ra làm tới giờ chưa có xong. Mình không nghe lời, coi sống sao được. Nó có thường cung chứ. Tôi làm kiếp người đi tu, tôi làm kiếp người thiền, làm kiếp ngài. Cái đèn này nó đốt ra 49 cây, nó ra cái mình khó chịu, nó ho này là ho, do cái của nước đồng này mới khó chịu này. Đấy. Nó là cái cảm ơn khó chịu. Khó chịu thôi. Tại vì cái chân chân là cảm ơn là của cái dầu thôi đó là. Ai có không? Ai có không có biết mùi à? Có chịu cái mùi dầu. Không, phải tăng bớt được, tăng đốt lên cái xương đó là gì? Cái vấn đề mà chúng con tu hành đó còn phải để ý
là chư thiên, họ xuống đây để họ hộ trì cái đạo tràng này. Thật ra mới có cái bài là trời A Tương La Nhà So Na. Thật ra có cái gì mà họ làm gì họ nên kiếm cung. Cung là gì? Là chỉ thần mà để về cung tiện. Thấy chưa? Lên cõi trời có súng có tù mà hô không? Có cung. Hiểu chưa? À, thì các cái vị chư thiên này mà họ tuổi thọ rất là lâu, cái thời mà họ còn ở cõi trời này phải là cái thời còn quân chủ vua chúa, cho nên họ là những vị mà coi như là những cái sách di trước tử di thần. Ở trong hồi sáng này có những vị thần thì biết là quan võ, thành ra không có hiểu họ như là quan võ vậy đó. Nhưng tiến thần à, thì quý vị thấy rõ khuôn mặt xuống là ông là một mắt nhìn rất là hay. Không? À, còn phải hả mấy cô vô là mình được con dịch đi dịch tôi không biết rồi. Là chớp con nghèo cái lời cười điểm chi cổ. Vậy nó về nó sung sướng coi đi. Hả? Thì bây giờ coi tha hồ nhiều lắm. Cái tay bắt ấn chứ phụ, tay bắt ấn sao? Cả tiếng rồi, con khi vô rồi con còn sao thấy được. Lúc người ta đẩy con ra rồi thì con phải. Lúc đó là dẫn con đi. Thật tại sao mà cô này là cái người đến đây, cái tháp Địa Tạng cô đi xuống là cô chụp hình thấy ngày Địa Tạng. Là chư thiên ta chọn cổ từ khi mà cổ lên thăm rồi. Hiểu chưa? Con nhớ không? Lúc mà chụp cho thấy cái ngày Địa Tạng trong cái phim đó, trong hình đó, đó là người ta đã chọn không? Nói chuyện, đưa cái microphone. Khổ ghê vậy đó, ở đây nhờ vậy mới có xài được thầy nghĩ với mấy ông này. Hồi lên cõi trên có thiên nghĩ thì nhãn đâu cần đâu. Tại vì Tiễn nó không biết, nó chuyển qua cái đó. Rồi. Khoan. Cậu bây giờ cậu con có một tiếng mấy để coi lại con làm gì. Coi lại con tỏ tình đá lông nheo rồi sao. Không. Rút cái dây quay lại siêu microphone, quay lại siêu alo. Con nói sao? Tại vì cái ngày mà con đi vô đất này lúc đó là chưa có làm gì hết á, thì con chụp hình á, lần đầu tiên con lên đây thì chụp thấy ngày Địa Tạng bay đó. Dạ, lúc đó thì con ở trên Địa Tạng này đi xuống. Dạ. Dạ. Rồi sau đó thì đi xuống Địa Tạng. Dạ. Xuống núi. Dạ. Thì cờ đi xuống suối á. Tại sao? Đi xuống suối. Dạ. Khi mà lên lại Địa Tạng xong. Đưa gần lên. Hello. Dạ. Dạ, khi mà con đi lại Địa Tạng á thì con lên lại Địa, đi tới đây rồi đi lên lại Địa Tạng. Dạ. Rồi sau đó con đi xuống suối. Vừa đi xuống suối thì con quay mấy gì mày. Chắc con cũng quay con. Dạ. Yeah. Mà sau rồi con thấy Phật đó hiện ra lửng. Con thấy Phật. Dạ. Thấy Phật hiện ra lửng thì nó là Phật Pháp. Mà con thấy cái chữ đó con không thấy biết. Thấy chữ Phật Pháp Tăng. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái đó thì con không biết chữ đó là chữ gì. Dạ. Yeah. Nhưng mà khi cái con nghe người nói Phật Pháp, Phật con thấy Pháp. Cái chữ đó không biết chữ gì đó là dạ. Phật thì Pháp Tăng. Dạ. Thì nghe hai tiếng nói như vậy. Thì khi con nhìn lên, nhưng mà mấy cô này thì là không thấy. Đi một đoàn mấy người bạn con. Dạ, dạ, mấy lúc người đó thì là nhớ cũng lúc đó là con lần đầu tiên lên dưới sinh tơ này. Dạ, cái ngày thứ hai. Ngày lần thứ hai lúc lên công quả đó. Dạ, dạ. Con lội trên này nó còn bề bộn lắm. Dạ. Người, dạ. Thì con mới thấy lửng trời như vậy. Xong rồi con quay mấy gì này. Rồi con lấy con quay. Con không biết tại sao cái máy chụp hình nó quay ngược lại con. Cổ quay người ta mà cái máy nó quay ngược lại cổ. Cái máy nó quay ngược lại thì con mới nói mấy gì này, tại sao cái máy con quay ngược mà con chỉnh lại không có được. Chỉnh không được. Dạ, mấy gì chỉnh giùm cho con luôn nhưng mà chỉnh không có được.
nó quay ngược. Rồi lúc đó mới thấy cái hài địa tạng mà trong cái phim đó. Dạ, khi quay ngược lại con thì con thấy, con thấy Phật muốn quay với người này trong cái Phật luôn. Là cái lúc đó con thấy Phật nha. Dạ, con thấy thì con quay mấy cô này trong cái Phật luôn thì con quay không có được. Nó quay ngược con. Quay ngược lại mà tự nhiên cái luồng nó vô con rất mạnh. Dạ. Cái hào tự nhiên nó tỏ ra, con thấy sao kỳ vậy? Con nhờ mấy cô chỉnh nhưng mà mấy cô không có chỉnh được, không ai chỉnh được hết. Là cái con chụp máy, trong lúc con chỉnh máy là cái tự máy chụp luôn. Chứ con không chụp. Tự máy chụp. Dạ, tự máy chụp. Lúc đó là đang chỉnh máy để quay lại á, cũng muốn để chụp riêng một mình á, cái máy quay ngược, cái máy nó chụp luôn. Thành cô này đã được chọn từ cái ngày cô bước lên đây rồi. Cái ngày đầu tiên á thì thấy thằng núi. Thằng núi. Dạ, con thấy gì thằng núi? Ông mà có chống cây gậy đó. Dạ, chống cây gậy. Đó là con nói với thầy là thằng núi. Dạ. Yeah. Thứ hai mới thấy cái này. Cô lên đây cũng làm. Rồi, đó là quý vị biết có một cái thế giới họ ở sát mình ở đây. Mà tại vì mình cứ tưởng là không có. Ngày hôm qua cô Minh Ngộ. Cô Minh Ngộ, rồi. Ngày hôm qua thì cô Minh Ngộ nói với con là cô nói là cô thấy những cái điều đó. Thấy gì? Cô Minh Ngộ. Thì hôm nọ có kể chuyện. Lấy microphone. Lên cõi trời cõi Phật không có xài microphone, không có phước đâu. Cô Minh Ngộ nói cái gì? Minh Ngộ thấy cái gì? Dạ, con kể chuyện hôm mà sư phụ hỏi mấy đứa nhỏ về vấn đề phá thai rồi đó, phải không? Không, mà hỏi về, con nói về những cái sự mà Phật pháp nhiệm màu mà mình viết kinh, mình tụng kinh Địa Tạng nhưng mà mình không hành theo lời như vậy, và con thấy Atula. Yeah. À, người ta nhảy vô miệng với lại mình nhìn thấy, nhưng mà mình nói người khác thì người ta không có tin. Yeah. Người ta cô này cố bảo cô tin. Và những gì mà con kể chuyện cho cô mới lại hộ pháp chư thiên à, mình nghĩ cái gì á, trong đầu mình mà mình không có nói, mình chỉ có mình biết mình nghĩ thôi, hay là mình chưa có nói trong đầu nhưng mà họ đọc được cái tư tưởng của mình. Thành ra cô bảo cô tin là vì cô biết cô là nó chư thiên hộ pháp, thì cô nói là cô tin những gì mà con kể à. Hôm pháp hội thì con nói thì cố tin, có mình cố bảo cố tin hết. Mình ra con nói bảo nhiều khi mình thấy nhưng mà thấy bằng cái tâm chứ không phải thấy bằng con mắt, nên là nhiều khi mình nói thì người ta bảo mình mê tín. Mình ra cô này cố bảo không có cố tin chứ là... Dạ, tại vì khi đó mà họ đẩy cổ ra đó, là quý vị có những cái cảm giác lúc mà cái người này đổi người kia rồi có vị vô cái là giật mình, giống như là khủng hoảng. Tại vì khi mà họ đứng ở trên á, họ nhìn xuống cái tháp Địa Tạng thì họ thấy hào quang của nhà Địa Tạng và hào quang của rất nhiều cái gì khác. Thành ra khi mà sư phụ lúc mà buổi sáng ta mới cung thỉnh chư thiên ở các cõi trời tứ thiên dương, cõi trời Đau Lợi, cõi trời Dạ Ma đấu sức Quang Lâm đạo tràng để mà hộ, để họ cho cái tràng này, thì ở trên đó họ dùng cái thiên nhãn họ thấy nó khác. Rồi khi mà họ muốn xuống gặp đây thì tụi con đâu có thiên nhãn để mà cho đại chúng thấy, thì họ lựa cái thân xác cô này. Thành ra khi mà quý vị để ý có những lúc tự nhiên ngồi dậy khúc, khi mà họ nhập vô đó là họ giật cái bụng cái đã, rồi khoảng chừng 2 phút sau cái họ ngồi dậy, họ khủng hoảng, người ta tưởng cổ không phải, tại họ xuống tới nơi họ thấy tự nhiên 3-4 cái máy chụp hình chỉ họ. Quý vị hiểu không? Tại vì hai máy là của công ty, một cái máy của Hồng Đức, rồi mấy máy của mấy cái bà xung quanh nữa. Thành ra đó, họ trên đó không bị vậy. Thành ra đó, họ vừa ngồi vậy, có gì vậy? Hiểu chưa? Họ giật mình. Bây giờ tụi con á, mà vừa thắng sinh lên cõi trời, phải không? Mà vừa lên vừa tái sinh trên cái nhà đó, tự nhiên thấy 2-3 người chỉ bái tụi con la không? Nhưng mà la đây cái thầy mới nói liền, dạ xin thưa ngài, đây là cái tháp của ngài Địa Tạng, welcome ngài đến với Pháp Hội Địa Tạng. Họ à, như vậy hả? Chứ họ biết liền, chứ không biết mấy người làm cái gì.
Hồng Đức trẻ, Ti trẻ, rồi này hai cái livestream trong này có cái cô gì có ông chồng Mỹ cũng trẻ nữa, rồi cái thằng Gia Lộc nó cũng trẻ, rồi người nào cũng ngó trên họ trên đó đó, thì họ nhìn mình bằng con mắt chữ thiên, họ không phải nhìn bằng con mắt này. Thành ra là họ thấy những cái dần hào quang của chúng ta mà khi chúng ta tụng kinh đó, lúc chúng ta tụng kinh vô lượng thọ, có biết cái lúc mà chúng ta nhập tâm hay không? Rất là hay. Thành ra nó hay hay, nó đều thì họ nhìn thấy những tầng hào quang nó bắn, và lúc đó chúng ta hầu như là chúng ta không có nghĩ tham sân si, mà tâm chúng ta thanh tịnh, thì lúc đó họ họ thấy được cái những dần hào quang của chúng ta rất là đẹp. Thành ra khi họ muốn giao tiếp cái này, nhưng mà xong rồi đó vừa nhập dấu cái trạng thái thì người ta nói là cô này chưa biết gì hết, tại vì họ không biết là vũ khí gì rồi người. Nhưng mà khi đó thầy nói xin chào mừng, đây là tháp Địa Tạng, cảm ơn ngài đã đến đây ủng hộ cái họ. Cái họ gạch cười, có phải ngài nằm trong thiên đó bắc bộ không? Cười. Sau đó thầy hỏi, triển này nó được lên cõi trời chưa? Chưa. Thầy có hỏi cái đoạn đó. Thầy có hỏi. Nó chưa lên. Nhưng mà nó nói về liền mừng quá. Vợ nó nếu mà lên, vợ nó không cho đi, nó kêu về liền. Khoan. Dạ, khi mà chị nói đó, cái luồng mà nó tròn, xoay, cái quạt vậy đó, nó xoay cái nó tập cái lưng con. À, khi mà cổ nói về vấn đề linh nghiệm của Địa Tạng đó, thì con thấy có một dần khối trắng giống như nó sấy giống như là một cái hào quang đó, nó sáng. Thì khi cổ nói cái đó, cái công đức cổ lớn. Khi cổ nói cái đó là cổ đang xiểm dương kinh Địa Tạng, tăng niềm tin. Thành ra khi đó cái hào quang của cổ nó bắn dòng về, phải không? Nó giống như nó sối. Mà tại sao nhận con? Tại vì con là ủng hộ cái lời nói của cổ. À, tại vì con á, tại vì con bị mấy cái gì mà chi phi họ đẩy ra. Thành ra bây giờ con á, là giống như là con thấy được. Con bây giờ chẳng hạn như chút xíu đi, tại giờ đông á, mà khi con quên là con nhìn thoáng lên là con thấy nhiều người ngồi trên trời. Hoặc là con thấy những cái cảnh giới, tại vì con bây giờ đó là nửa là cõi người, là nửa cõi trời. Con hiểu thầy nói không? Con thấy được người âm đó, con thấy được các cái gì xung quanh. Như hồi nãy thì thầy ấy thì con thấy được. Dạ. Yeah. Nhiều người, người ta cũng bưng cái sớt của cái chư vị của người ta. Dạ. Người ta quỳ, người ta lại thẳng. Dạ. Con thấy được. Là ở trong đó nhiều người. Nhiều lắm, ở trong này không phải một người. Khi mà sư phụ ngồi niệm Phật, sư phụ tụng kinh đó, thì con thấy nhiều lắm trong này họ nghe. Rồi lúc mà thầy khai thị đó, lúc mà thầy khai thị đó, mỗi người trong đó là mỗi cái vị. Con sẽ thấy thế này nha, con sẽ có một cái thấy thế này. À, con sẽ thấy một cái cảnh giới là hoa sen rất nhiều nhiều và một cái biển rất là đẹp, và con thấy trong đó mỗi một cái hoa sen có những em bé. Con thấy chưa? Con sẽ thấy cảnh đó. Giống như cô nói cho cô ta, ngày hôm qua đó thì con lần đầu tiên á, con để con biết tao thì họ vô nhiều quá đó. Từ cái đầu con, mắt con, cái đầu con là nó cứng đơ. Dạ. Yeah. Con nhảy mắt là con đưa cho chị một thấy là con đưa cái microphone gần. Dạ. Yeah. Dạ, con nhảy đủ màu bò trên tay con, rồi yeah. Bò xuống xong rồi cái con thả nhảy nó giữ mà chứng minh nhảy nó nhảy á. Dạ. Yeah. Thế con sợ quá con bỏ lại đây. Dạ. Yeah. Vừa bỏ lên thì có một con ruồi đủ màu sắc, yeah. Xíu hơn ánh mắt của nó rất là sáng. Dạ. Yeah. Con đưa cho con nhìn, con nhìn qua con này. Coi trong quyển sách kinh của con nó có cái đó. Yeah. Thì cô này thấy xong rồi cái tự nhiên thân thể của con nó cứng đơ luôn. Yeah. Là lúc đó con không biết. Cái xong rồi cái con mới đi ra. Con thấy cái biển chưa? Con bay qua cái biển thì chưa? Bắt đầu con mới đi ra cái cảnh đó thì cái biển một cái biển mà một người đàn bà dẫn một đứa em bé mặc bộ đồ màu bà đó thì mặc bộ đồ màu xanh. Và cô nó rất đẹp, mặc bộ đồ màu xanh. Và em bé nó cũng mặc đồ xanh luôn thì đang bơi trong một cái biển xanh mà rất là đẹp. Yeah. Rồi cái cô đó mới đưa cái tay nói là con bơi đi, thì con bơi ra đây đi, thì cô mới nói là con không biết bơi, thì cô mới nói là con cứ bơi đi, con biết bơi, thì cô đưa cái tay cô đỡ con là con bơi qua một cái biển mà cái nước biển nó rất là mát, nước biển lớn lắm, xanh rất là đẹp mà mát lắm. Sau rồi đó cô mới thấy vậy thì con mới tới một cái dòng sông nhỏ,
thì con thấy những nút xe nó có, con đưa cho mấy tôi phân lên cái nút xe nó có cộng, thì cái trong nút xe, cái nút xe nó toàn là người giống nhau hết. Yeah. Tất cả nhỏ nhỏ như mình đều giống nhau, hàng loạt giống nhau rất là nhiều tại một cái dòng sông đó luôn. Yeah. Thì sau cái dòng sông đó thì con vô một cái hàng thông. Yeah. Hai cái hàng thông rất đẹp, đều giống nhau vậy đó. Cái hàng thông rất đẹp thì con vô cái hàng thông đó đó, thì đi qua năm cánh cửa, chứ con muốn hỏi năm cánh cửa đó là cái gì. Thì con cứ nói đi rồi. Rồi con thấy năm cánh cửa, khi mà con thấy năm cánh cửa đó rồi á, thì con vô con thấy một cái dĩa nó bự giống như là một cái chìa ba. Nó giống như cái chảo mà không phải cái chảo, chảo ngược á, nhưng mà nó bự giống như cái ly Việt Nam mình vậy. Yeah. Bắt đầu ánh giữa thì nó sáng như đèn sapa vậy. Yeah. Mà ở ngoài á thì nó đủ màu hết. Yeah. Tía ra đủ màu hết, giống như là cái màu của cà vồng á, nhưng mà nó đẹp hơn. Yeah. Rồi khi con qua được cái đó, đi ngang qua cái đó thì có một tiếng em bé nó hét lên. Yeah. Nó hét rất lớn. Rồi con mới thấy như vậy thì con mới đi con đi qua. Thì cái cô đó với cái bé đó chẳng có đi qua luôn. Đi qua đó thì đi trên một cái vườn bông rất đẹp, đủ màu sắc hết. Nên là bông nó đi trên như vậy. Yeah. Yeah. Đó là ngày hôm qua con thấy. Cái cảnh giới nhưng mà con sẽ cố gắng có rất nhiều đứa nhỏ nó nằm, con thấy những đứa bé nó trên những cái hoa sen đó. Yeah. Thì cái đầu của những đứa bé hoa sen con đã thấy rồi đó, những cái thang viên đó. Nhưng mà không biết sao nhiều giống nhau. Dạ thì những cái thang viên con sẽ thấy cái cảnh giới những cái đứa sen hoặc ở trên cái dòng sông đó mà nó những cái bút sen là những cái đứa bé. Yeah. Cái đầu của những đứa bé. Cái bút và chưa nở. Dạ. Thì bây giờ ráng tu nở. Đó là những thai nhi đó. Đó là những cảnh giới mình biết phải đi như vậy. Còn nếu mà cái biển á, mà biển địa ngục thì thấy những người nam và nữ lặn chìm, còn biển này biển mát và đẹp trong xanh mà. Còn cái người dẫn con là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái người dẫn đứa nhỏ là Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ, mà con muốn hỏi là con đi đi trong vậy đó thì năm cánh cửa đó là cái gì? Tôi sẽ giảng pháp ngày mai để lại. Con hôm nay có một cái nữa. Khi ngày hôm nay á thì có một người giảng một bài nhưng mà ngồi ở trên con chim, con chim nó lớn lắm. Yeah. Mà con đứng con chim rất đẹp. Lúc đó là con nằm đây nè, đó là chuyện ngày con đi con chim là ở đây nè. Lúc con nằm đây nè. Thì con hôm nay thì con bay qua núi không? Yeah. Bay qua núi xong, nhưng mà bay chắc lại bay lên cao, bay qua khỏi mấy tầng mây luôn. Yeah. Thế xong rồi khi mà con bay như vậy á, thì con vô một chỗ mà thấy toàn là người mặc áo vàng con không. Yeah. Mà rất nhiều, mà không có đếm được đâu. Thì làm con thấy cái đó rồi con bay tiếp. Bay qua núi là tốt. Ngày hôm qua là ở trên cái biển. Yeah. Chúng ta nhớ rằng trên cái biển lớn đó, nó kêu là biển Nam Hải. Và chúng ta có một ngọn núi Tu Di, thì ở dưới chân núi Tu Di á, là những cái loài rồng và Atula họ ở. Lưng chừng núi Tu Di đó là cõi trời Tứ Thiên Vương, là trên đỉnh là Đau Lợi. Thì hồi trưa này là những vị từ cõi trời Đau Lợi họ xuống. Thành khi họ xuống đây mà họ mượn thân con thì họ có một cái loài chim để họ đưa con bay lên cái đỉnh núi Tu Di, con đi vòng vòng trên đó. Và những người tu hành vì có trời Đau Lợi là họ mặc áo vàng giống như chúng ta, mà con thấy đẹp lắm, đủ là người. Dạ. Nhưng mà nó đều với nhau, ốm nhất không phải con. Dạ. nhưng mà con cái thì nó không có xấu như con. Đẹp lắm. Có trời Đau Lợi thì nó những cái cảnh giới đó trong kinh Phật đều có nói hết. Dạ, mà tôi chỉ mật tâm. Thành ra thầy hỏi cổ thấy cái đó chưa thì cổ diễn tả. Cho nên đi lên á là lên cõi núi đỉnh núi Tu Vì. Không, rồi khi đó họ phải đưa con chứ. Tại vì họ mượn có người đưa con đi. Dạ, có người đưa con đi. Con đứng trong con chim, một con chim lớn. Dạ. Chim nó rất là đẹp. Dạ. Đứng trên con chim nó bay. Thành ra Phật pháp rất là nhiệm màu. Kỳ này tụi con vào trong nhưng cái là cái giới này tụi con được. Thì cũng thấy đàn bà, nhưng mà ngày hôm nay á thì dạ, đàn ông dẫn con cho dạ, đàn bà. Tại vì tụi con lên các cái cung cao mà con có thể là ngày mai nữa có thể có những chuyện lạ là con sẽ lên cái đấu sức ngoại diện và nội diện nữa thì ráng tu coi nữa. Nhiều cái người khác thì sao?
có người khác chứ, tự nhiên người tu mà nó phải mình. Không, tại vì con á là khi mà con biết á, họ kính là tại vì họ mở cái nhà con á là họ mở họ vô rồi. Thì nó trước khi cái vị nó muốn xích ra là họ lại cái họ bắt ánh họ dễ dễ họ lóc đi. Họ lóc để cho các cái loại mà khác không có vô. Thành ra con bây giờ là coi như là người ta đã chọn từ ngày đầu, tức là con có chủng tử rất là tốt. Mà con á là trả nợ, thành ra con cũng có bị mấy ông sư tà sư lừa gạt con rất là nhiều. Thành ra con họ đưa đẩy con đến với sư phụ. Con hiểu không? Họ đưa đẩy con đến sư phụ. Thành ra đó cái ngày đầu tiên mà con đến, con đi vô chùa thầy cái con cúng cái con đưa tiền thầy, cái thầy hỏi con cúng cái này muốn cái gì, sao có thầy lấy tiền thì đưa cho băng thu quỷ đó, thì con mới nói. Thì lúc đó thầy biết con là bị mấy ông thầy lừa gạt rất là nhiều. Cô là cái người mà cô đưa cái tách mất xịt ông thầy tỏ tình là đúng hay sai đó, sai quá đi chứ. Cho lấy một lọc máy đến từ cái ông thầy, hỏi thưa sư phụ, thầy này tỏ tình với con đúng hay sai? Sư phụ cho con hỏi câu này đi sư phụ. Thường thì đừng có lo. Chính như con là thưa sư phụ, trước khi con qua đây bên pháp hội, con tôi tạm trước đây chùa con đi chùa. Dạ. Thì có một cái vị rất thích đưa đón tăng ni về nhà mình, rồi cổ làm kể câu chuyện và rất là buồn cười. Cổ thì thấy tăng ni mặc áo là cổ kéo về nhà, thôi ai giới thiệu về cổ nghĩ là nó là phước, thì cổ mời về nhà ở, cổ lo ăn ở rất là tốt, cổ rất là thánh thiện, cổ muốn được phước. Nhưng mà xui sao đó, cổ đêm hôm thầy mò con trai chứ không phải con gái. Con trai cổ đập phòng cổ và nửa đêm tức tốc đuổi thầy ra đi liền. Thì con nghĩ cái chuyện này nó bình thường thôi. Thì nói như vậy thì đời mặt pháp tăng ni ngày nay mình phải lựa chọn người biết ai về nhà đi làm. Cái chuyện này có thật chứ không phải là tôi bày chuyện ra rất nhiều. Hả? Cô nói sao? Thế con coi cô đá đẹp lắm, đá như Hồng Đức. Tiên nữ đá. Cô thì cô Lê cô nói là cô thấy hoa sen, nhưng mà con định hỏi sư phụ là con đứng ở trên trời, con nhìn xuống dưới cái bờ biển đại dương rất là nhiều, nhưng mà sao con nhìn thấy toàn là những con quái vật đó, à, đó là địa ngục, bắt mấy đứa người mà để nó ăn thịt con, đó là địa ngục, con cứ vớt vớt cũng bảo nhanh lên đó là địa ngục. Thập chìm thập nổi, khi mà ngày tiền thân ngày địa tạng, sau khi muốn đi tới bờ biển kia thấy những thú dữ hình thù lạ lùng. Mà con chưa bao giờ con tụng đến cái kinh địa tạng, cái cảnh mà con đứng ở trên con nhìn xuống dòng nguyên một cái bãi biển lớn mà nó trong quách, mà sao người cứ trồi lên trồi xuống. Thì đó thì nam và nữ luôn lúc chìm lúc nổi, đó là con đi cùng đến địa ngục. Thì đến địa ngục mà con còn sống là nhờ con tụng kinh địa tạng. Con bay ở trên trời con nhìn xuống dưới. Và nếu mà con mà không tụng cái địa tạng mà con vô đó giờ này làm sao mà đứng đây nói chuyện được? Hoặc do là quay thần hay là do nghiệp lực rõ như ban ngày đó. Thế nên những người con đã thấy cảnh giới địa ngục rồi, cô này còn cảnh thế giới đó là cảnh là qua tạng thế giới ở trong cái vũ trụ của Đức Phật đó, là cô thấy cái biển xanh là cái đó là qua tạng thế giới rồi. Cô thấy cô bay lên ngày hôm nay, ngày hôm qua là cô thấy biển mà đứa nhỏ dẫn, tức là Đức Phật Bồ Tát dẫn cho thấy rằng những đứa bé đi theo. Dạ. Thành ra tụi con biết rằng những cái cảnh giới đó khi mà mình hiểu đạo rồi thì nó rõ như ban ngày và giữ niềm tin đi. Nhưng cô này là cô thấy là tại sao mà cái biển đó rồi thấy những con quái vật hình thù rất lạ lùng. Dạ, nó bắt ăn thịt. Những người mà còn chạy lên bờ, tôi bảo nhanh lên, chạy lên thoát đi, không coi là nó ăn thịt mà con cứ đuổi lên mà nhiều người bị mấy cái con nó bắt nó ăn.
Thì cô cũng đã khá khá rồi đó, nó đến được cái bờ biển tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại, núi Thiết Di rồi đó. Nhưng mà đó là tiền ngài Địa Tạng, tại vì con có niềm tin với ngài Địa Tạng quá nhiều, cô này cũng quý ngài Địa Tạng quá và cổ tin ngài Địa Tạng, thành ra là được ngài Địa Tạng cho con thấy cảnh giới địa ngục được chọn biết. Áo màu vàng hả? Rồi thôi thì chúng ta hồi hướng 10 giờ rồi, 9 giờ mấy là xuống dưới là 10 giờ. Thầy trò chúng ta bây giờ là sống theo chư thiên thôi. Hả, nghỉ chứ còn gì nữa? Muốn lên tụng hả? Nghe lên tụng là người ta rụng rời rồi. Nguyện đem công đức cha mẹ thương cha mẹ khắp tất cả thầy tử và chúng sanh tâm tiêu chọn thành Phật đạo. Rồi quý vị xuống ăn chiều.